Xin chào mọi người, hiện tại thì mình đang có mặt tại sân Waikato của thành phố Hamilton. Lúc này thì nhiệt độ đang là 8 độ C và bây giờ đang là 17 giờ 34 phút theo giờ địa phương. Trời hiện tại thì tương đối lạnh rồi và cũng đã xế chiều rồi. Tuy nhiên thì một bầu không khí rực đỏ của những cổ động viên Việt Nam đã di chuyển từ Việt Nam sang New Zealand, cũng như những cổ động viên đã làm việc và sinh sống ở New Zealand đến Hamilton thì đang tạo nên một không khí rất là hào hứng trước trận đấu giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha. Chúng ta cùng mong rằng đây là trận đấu lịch sử của các cô gái cũng như các đồng đội. Việt Nam! Hô Việt Nam, dự đoán tỷ số thế nào? Việt Nam. Đến từ Hải Dương và mình sang đây được 4 ngày hôm nay, 3 ngày hôm nay rồi. Và mình sẽ xem trận Việt Nam đá với Bồ Đào Nha và trận Việt Nam đá với Hà Lan. Từ Việt Nam sang Melbourne, xong là chân ship từ Melbourne sang Auckland. Thì hôm nay mình đi ô tô xuống thế này. Xem hết trận này thì mình sẽ đi máy bay tiếp vào thành phố gì nhỉ? Dublin. Ở Dublin này mình xem tiếp trận của Hà Lan. Em muốn hỏi một chút là tổng thời gian để mình đi từ Hải Dương đến được Hamilton này thì mất bao lâu ạ? Thì mất 24 tiếng phải chờ rất nhiều đúng không ạ? Rõ ràng là lúc này ở Hải Dương hay là ở miền Bắc thì trời rất là nóng, em nhớ là có 30-33 độ cơ, nhưng ở hiện tại chúng ta đang là 7 độ C thì không biết là cái bầu không khí hiện tại anh cảm nhận nó thế nào, và khi mình vào sân khi mà xem trận tuyển Việt Nam thì liệu thay đổi hay không? Thật ra ở đây bây giờ đang rất rét nhưng trong mình bây giờ đang rất nóng, mọi người chúng ta rất nóng và Việt Nam chúng ta đang rất nóng. Để hy vọng trận đấu này Việt Nam chúng ta sẽ có bàn thắng. Tất cả anh ạ, tất cả vận động viên Việt Nam đã có mặt ở đây để truyền lửa cho các cô gái nữ Việt Nam ở đấu trường World Cup. Cảm ơn anh ạ. Cá nhân bạn thì sao, khi mà mình cũng đã 14 năm sang đây rồi và mặc dù là mình cũng có cổ động viên người Việt, tuy nhiên thì hôm nay thì niềm tự hào của một đất nước, một nền thể thao đất nước xuất hiện ở đấu trường World Cup, đúng một đất nước của mình đang làm việc. Em rất là tự hào và em nghĩ rằng là bây giờ thì chúng ta sẽ gặp những cổ động viên từ Bồ Đào Nha nhá. Số lượng cổ động viên Bồ Đào Nha thì không để bằng số cổ động viên nữ Việt Nam được rồi. Chúng tôi sinh ra và ở Bồ Đào Nha, tuy nhiên thì đã sống ở New Zealand 22 năm rồi. Và tôi đã được xem đội tuyển nữ Bồ Đào Nha thi đấu trận playoff với Cameroon ngay trên sân Waikato. Và rất là tự hào khi đội tuyển nữ Bồ Đào Nha đã có lần đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết World Cup. Ngày hôm nay thì tôi đến sẽ sở lại sân Waikato khi đội tuyển nữ Bồ Đào Nha có cơ hội để giành một chiến thắng lịch sử trước đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng tôi cũng cảm thấy rất là vui khi đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu rất là hay trước đội tuyển nữ Mỹ. Đó có thể xem là bài học để chúng tôi tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho trận đấu với cả đội tuyển Mỹ sau đây vài ngày nữa. Hy vọng cả hai đội sẽ cùng cống hiến một trận đấu thật sự hay ngày hôm nay. Rồi.